Kính thưa quý vị, đây là chương trình Y tế Cộng đồng của Đài Little Sài Gòn TV, phát hành hàng tuần vào mỗi chiều thứ hai từ 7 giờ đến 8 giờ. Và kính thưa quý vị, hôm nay chúng tôi rất hân hạnh giới thiệu lại quý vị một khuôn mặt rất quen thuộc với quý vị là bác sĩ Lương Nhân Trần. Xin kính chào bác sĩ Lương Nhân Trần. Kính chào bác sĩ Toàn, kính chào quý vị. Quý vị biết là chương trình này chương trình trực tiếp có 4 phần. Chính giữa mỗi phần đó thì mình giữ một cái thời gian tặng cho mấy cơ sở quảng cáo. Nhưng mà quý vị biết là chương trình này không có quý vị gọi vô đó thì mình không có giúp được quý vị. Thế nên quý vị có câu hỏi nào mà liên quan về y khoa, thuốc hay là bảo hiểm, quý vị nên gọi vô. Số telephone là 714-893-3264 một lần nữa. Trên màn hình đó sẽ có số telephone là 714-893-3264. Chương trình này là chương trình trực tiếp cho cộng đồng Việt Nam. Thành ra từ tiểu bang Cali và 50 tiểu bang khác, từ có nhiều khi mình có quý vị gọi vô từ Oklahoma, Virginia, Oregon. Thành ra tôi biết là chương trình này có rất nhiều người coi từ mấy tiểu bang khác. Thưa xin quý vị trên đường dây xin quý vị cho biết tuổi, biết ở đâu, biết câu hỏi ạ. Alo, kính chào hai bác sĩ. Dạ, chào chú. Alo, kính chào hai bác sĩ. Vâng, kính chào ông. Dạ, chào. Câu hỏi của tôi hỏi dùm cho vợ tôi 60 tuổi. Phải có thay hai cái đầu gối khoảng 1 năm. Bây giờ thì đi lại được và đi làm được nhưng mà vẫn còn đau. Tuy nhiên nó đau ít thôi. Tuy nhiên cái câu hỏi của tôi là từ cái đầu gối phải đó, từ đầu gối mà lên cái xương chậu á thì cái phần da của bà ngoài á bà thấy bị tê, rồi mỗi lần cái cầu gió mà lỡ cái đụng vô đó bà làng lên mà thì như vậy nó tê là bị cái gì ạ? Well, phần đầu tiên đó là cái đầu gối, ông nói là đầu gối bên tay tay trái hay tay mặt Tay hay là phải, ông nói tay bên tay phải. Tay phải. tay phải như thế nào? Cái đầu gối bên tay trái không có bị trục trặc gì hết, Bị một bên bị một bên mà bao nhiêu lâu rồi ông? một năm Bao một nhiêu năm năm? một thay gối đầu gối thì 1 năm rồi nhưng mà lúc này thì thời tiết thay đổi đó thì bà đau mà mỗi lần đau thì bà uống một viên thuốc dị ứng với một viên Tylenol thì nó bớt. Tuy nhiên cái bị tê đó thì nó có xuất hiện khoảng chừng 1 tháng nay đó, nó cứ tê tê bà diễn tả tôi không hiểu nhưng mà nó tê cái phần da ngoài hay là cái phần bắp thịt mà tôi làm cái cạo gió cho bà đó thì mà lỡ tôi quên đi cái đụng vô đó thì bà đã làm lên. Ông nói là đau đầu gối mà từ cái xương, từ cái đầu gối lên cái xương chậu phải không, bên tay phải như nãy tôi phải. Nhưng mà nó không có đau đầu gối nữa, đầu gối thì nó chỉ đau rồi lúc giờ giờ trời thôi. Mình ông nói nó tê là nó tê luôn liên tục hay nó tê một lúc thì nó hết hay là luôn Tôi liên không biết tục? nhưng bà cứ canh tê hoài à. Mà hay mà đụng vô thì bà la, còn vẫn bà đi làm bình thường thôi. Vâng, thì bây giờ họ đi lại đứng bình thường, hoạt động bình thường phải không? Thì cái Vâng, bình vâng thường thì đây trường hợp là cái tốt. thần thần kinh cảm giác đó, cái thần kinh cảm giác nó bị đụng chạm đó khi người ta thay cái đầu gối đó, thì bây giờ nó có nhiều loại thuốc có thể để mà bà có thể uống được phải không bác sĩ Nhân? Vậy từ hồi mà thay đầu gối đó, có trở lại bác sĩ mà cái người bác sĩ giải phẫu mà họ thay đầu gối đó, có gặp họ trở lại chưa? Có đi gặp cái người mà thay đầu gối của ông đó, họ có khám trở lại hay là lâu lắm mình chưa có gặp ông hay sao? Tại tôi muốn biết, tức là tại có nhiều khi mình thay đầu gối đó nó không có 100% successful đâu, mình có nhiều khi mình nó phải adjust một tí về cái thay đầu gối. Thế nên trước nhất tôi đề nghị phải trở lại cái người giải phẫu mà thay đầu gối đó, đặng họ coi coi tại ông cái người thay đầu gối đó sau khi họ thay cho 1 năm đó, thường thường sau khi 1 năm họ phải gặp trở lại, đặng họ khám trở lại. Ông có đi khám cái người mà thay đầu gối chưa? Cái ông này á, thì sau khi ông mổ xong á thì ông tái khám rất nhiều lần cho tới gần hết 1 năm rồi. Rồi thì ông nói là có đi làm lại được rồi đó, rồi ông cho cái hẹn là 3 tháng sau gặp lại ông. Ok, tôi hiểu rồi, Dạ. nghĩa là ông khám xong rồi ông nói là không có trục trặc gì về cái đầu gối, tại tại lúc mà ông nhớ đó là mình thay cái đầu gối là cái đầu gối nó làm bằng sắt rồi đó, thành ra nó không có bình thường. Thành ra mình cũng phải chấp nhận là sau khi thay đầu gối cũng có một cái
cái sự đau nhức một tí, chứ không phải là mình thay đổi gối là nó mới với hồi mình 21 tuổi. Bác sĩ Toản đồng ý phải không? Vâng, thưa, thì theo tôi nghĩ là cái sau khi mà nhất là mổ xẻ đó thì thế nào nó có sự đụng chạm với thần kinh, cảm giác của bà, thì tôi nghĩ là trường hợp này có thể là do cái sau khi mổ. Thành ra tôi đề nghị là phải trở lại bác sĩ mà mổ đó, như bác sĩ Nhân nói. Và đồng thời nếu mà có thể gặp bác sĩ gia đình có thể cho bà uống cái thuốc gọi là gabapentin hay neurontin thì nó sẽ đỡ. Ông bác sĩ gia đình thì ông bảo là có tục đặc gì rồi thì cứ việc gọi ông theo dõi cái vụ này. Vâng. Như vậy là mình trở lại với bác sĩ gia đình trước xem rồi. Đúng rồi. Theo tôi thì ông lại trở lại bác sĩ gia đình để bác sĩ gia đình coi cho lại cho bà. Thì có hiện nay cái vấn đề tê nó có nhiều thuốc khác nhau lắm, như gabapentin hay neurontin uống 300 mg ngày 3 viên, hoặc là even uống cái thuốc Lyrica mới hơn nữa, Lyrica. Lyrica. Thì hay là Subota. Nhưng mà giờ thì, cái thuốc mà over the counter nó có cái nào có thể uống thử được không ạ? Tôi không nghĩ là cái thuốc over the counter có giúp bà được, nhưng mà nếu cũng muốn thử á thì tôi nghĩ là thường thường thì mấy người bà chỉ 60 tuổi phải không? Thì bà có thể bà mua cái Super B đó cộng C đó, cái thuốc đó bỏ về về vitamin có nó trong vitamin B1, B6, B12 thì bà có thể thử over the counter. Nó gọi là Super B cộng C. Thì đó, thì cái đó uống, nhưng mà tôi nghĩ là phải trở lại bác sĩ gia đình để mà xin cái thuốc hoặc là như tôi nói là Neurontin hay Lyrica hay là Cymbalta. Mới uống mấy cái đó thì có thể nó đỡ tê. Cái đó thì có toa, phải có bác sĩ. Thì cái thuốc bây giờ. Cảm ơn hai bác sĩ, vâng. Vậy là rõ ràng rồi. Vâng, cảm ơn nhiều. Trong khi chờ đợi quý vị gọi vào thì để xin hỏi bác sĩ Nhân, thì có một quý vị bà Tăng Mai, bà hỏi là bây giờ bà bị viêm gan B, xong rồi bà uống thuốc bắc, thuốc nam thì thật ra thì bà hỏi là câu trả lời của tôi hôm trước á là mình không có kinh nghiệm nhiều về thuốc bắc phòng bác sĩ Nhân, thành ra cái đó không dám trả lời được đó. Nhưng mà chỉ khuyên của bà là bất cứ thuốc gì thì cứ mỗi hoặc là 3 hay là 6 tháng phải đi thử máu trở lại, coi cái viral load nó có giảm xuống hay không, và đồng thời một năm một lần phải đi siêu âm cái gan coi nó có tím hay không. Bất cứ thuốc nào cũng vậy, ngay như uống thuốc Valiat hay là mấy cái thuốc mà ở đây cũng vậy, cũng phải đi thử máu thường xuyên để coi nó có tiến triển hay không. Tại vì nhất là cái thuốc viêm gan B ngày hôm nay đó, đôi khi nó có mất hiệu lực đi chứ phải không, xài lâu ngày. Bây giờ trên đường dây tôi có một quý vị, xin quý vị cho biết tuổi biết ở đâu nhé. Dạ chào bác sĩ, muốn có một câu hỏi hỏi bác sĩ. Dạ chào bà cứ nói nhé. Dạ bà cứ hỏi nhé. Bây giờ bà vặn cái tivi bà nhỏ lại, nó khỏi bị echo đó thì tôi mới nghe rõ được. Ok bà cứ nói đi. Dạ, cũng như bà dùng cái phone bà nói chuyện với tôi hơn là bà dùng cái tivi nhé. Dạ, dùng cái phone. Dạ. Bác sĩ nghe mà. Tôi nghe bà đây. Bà cứ nói đi. Dạ. Hỏi bác sĩ cũng như là gần 4 tháng nay là cũng như bị dị ứng á, mà ở bên này ở Canada thì xài cái thuốc Reactin, Socralitin, rồi cái thuốc nhỏ mắt dị ứng á, mà sao thấy nó cũng không có bớt bác sĩ. Ok, bây giờ nó tóm lại mà bà dị ứng của bà là bà bị ngắt mắt ngứa, có sổ mũi không hay là chỉ có ngứa mắt không thôi? Dạ có sổ mũi, tí nè, hắt xì nè, chảy nước mắt nè. Thì bác sĩ Nhân, bây giờ một người bị dị ứng mà sổ mũi thì chảy nước mắt này, mà uống Claritin rồi nhỏ thuốc, bác sĩ Nhân có ý kiến gì nữa không? Tôi nghĩ là có nhiều khi mình uống Claritin nếu mà nó không hiểu mình có thể đổi qua mấy cái thuốc khác như là Singulair, hay có thể đổi qua như là chlorpheniramine. Thành ra về cái dị ứng đó, cái allergy đó, mình phải đổi thuốc. Nếu mà một cái thuốc nó không hiệu, mình có thể đổi mấy cái thuốc khác. Cái đó là một phần. Cái phần thứ hai đó là mình phải kiếm mấy cái chuyện mà nó làm cho mình phản ứng, giống như là nếu mà mình có con chó, mình phải coi là nếu con chó hay con mèo nó làm mình cho chó con mèo. Cái khí hậu, the weather, cái mùa xuân hay mùa hè có nhiều khi nó làm mình bị phản ứng nhiều. Hay là nếu mà mình trồng cây, có nhiều người đó họ rất là thích trồng cây, trồng bông cây,
Nhưng mà họ không biết là có nhiều khi mấy cái lá, hoa lá của cái bông nó làm mình bị cũng allergy. Thành ra mình phải nghiên cứu là mình cái cuộc đời mình làm sao. Cô có trồng cây không? Cô có chó mèo? Dạ, cũng không có trồng cây nhiều, giống như bị dị ứng khí hậu nhiều đó. Mà giống như mình không biết dị ứng cái loại gì. Giờ có một số cái đề nghị là kêu xin bác sĩ gia đình để cho mình đi test thử á, mà không biết có phải là không. Tại vì nói có nhiều người ta chích á, dạ, thì thấy nó bớt. Dạ, yeah. Thì tôi đồng ý đó, là nếu mà mình sao có rất nhiều cái mà mình phải làm, giống như là mền gói đó, có nhiều người đó không có bao giờ giặt mền gói đó, giặt mền gói mà mình nó để bụi lên đó, bụi nhiều quá đó, nó sẽ làm mình bị allergy. Thành tôi khuyên mền gói một tuần phải giặt một lần, là tại mền gói mà nó có mấy cái dust ở trên mền gói nó sẽ làm mình allergy. Phần thứ hai, nếu mà mình nhà cửa của mình mà không hút bụi mà nó có rất nhiều bụi, nó cũng làm allergy. Nếu mà mình làm mấy cái đó không có solve cái được cái situation. Không, chứ mở trong nhà thì không có bị, mà đi ra ngoài thì bị. Yeah. Vậy là thì để trả lời vừa ngắn gọn cho bà, thì tôi đồng ý bác sĩ Nhân là bà có thể thay nhiều thứ thuốc khác nhau. Mấy thứ thuốc mà tôi thích dùng. Dạ, bây giờ có loại thuốc mà mình xài. Bây giờ bác sĩ Nhân có cái loại như là Montelukast là yeah, Singulair. Hoặc là Chlorpheniramine là, yeah, là nhiều histamine, thứ thuốc lắm. Yeah, histamine. Thì ra bây giờ có gặp bác sĩ gia đình đổi. Nhưng mà tối hậu cuối cùng vẫn là đi thử như bà nói đó, thử nghiệm coi mình dị ứng với cái gì. Yeah. Rồi người ta chích gọi là desensitization. Ta chích là sẽ hết. Cái đó là tối hậu, cái đó là cuối cùng. Bây giờ này thì cái phần đầu của chúng tôi đến đây xin tạm gián đoạn dành phần quảng cáo cho những cơ sở thương mại thì bảo trợ chương trình. Bà muốn nói chuyện thì bà off air nha. Tôi bây giờ xin ban kỹ thuật cho xin off air.